nhưng mà ảo vậy. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Thanh này đang có mặt ở một cái đám cưới của dân tộc Dao ở Xín Hồ Lai Châu nhé mọi người nhá. Và đây là cưới bên nhà gái mọi người ạ. Hiện tại thì bây giờ chuẩn bị đến giờ vào mâm rồi và mọi người đang đi đón khách, như là mọi người chuẩn bị nhé. Mình sẽ gì luôn. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem và hy vọng được mọi người ủng hộ và đăng ký kênh cho em Mỹ Thanh TV nha. Chú rể thì bên nhà chú rể thì người Thái ở Sơn La, cô dâu là người Dao ở Sìn Hồ nhá mọi người nhá. Bây giờ là chuẩn bị mọi người đến nơi ạ. Không thì vào được kia với là ăn được không? Mẹ mà con muốn chết. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính báo và kính mời toàn thể các quý vị, các tân khách quý được ra các phố của bà, các công việc chúng tôi được dàn đèn ngang giữa thanh niên yếu tố, các tân khách trên nhiệt huyết di chuyển vào trong cung học thuế để chúc mừng thành công tôn vinh và trân trọng của chuyện này trên diễn đàn. Và là những diễn viên trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, các tân khách quý ra văn phương của chắc năm thì cho thấy có được đèn. Trời của Tổ quốc, hoa mai hoa bật nở trên cành, đất nước một màu xanh khơi nhau hé nở, đó là mừng hạnh phúc lứa đôi, chúc đôi bạn cho bạn đời vì chung. Dạ vâng, mà họ yêu nhau ở khóm trúc phép làng, vui như trải hội lên bậc trăng cao, em ơi đầu làng họ đã xôn xao, mà gặp em biết nói thế nào giờ đây, yêu thì càng đắm, ngắm thì càng say, mà chưa say men rượu đã say nhân tình, và giờ này vừa lòng đẹp ý mẹ cha, và chúc cho đôi bạn cho đời vì chung. Dạ vâng, đúng thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cả một cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời rộng rộng không phủ tình không cha. Dạ vâng, mà con sông thì phải có bến có đò, con đi xây dựng cũng phải dặn dò đôi câu, mà dặn con thì sớm sớm chiều chiều, hôm nay bốn họ cũng phải có đôi điều xin thưa. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời và kính mời. Ủa chú, chú thành cái tân nhạc cũng được. Một chú mắt kinh thơ toàn thể hai bên nhà trai nhà gái hôm nay. Dạ vâng, chú rể hãy sóc thật mạnh và chai rượu. Vâng, sóc thật mạnh ạ. Và cùng nhau tay chung tay. Vâng, hãy rót vào những tháp ly rượu. Vâng, vâng, vâng. Tay chung tay, vâng.
Quý vị ơi, cho một tràng vỗ tay thật là lớn ạ. Vâng ạ, chúc mừng hạnh phúc, chúc cô dâu và chú rể. Khám phá năng lượng tự nhiên từ Milo, không chỉ giàu dưỡng chất từ sữa, Milo còn có cả cacao tự nhiên. Tiếp tục chạy cho